Kính thưa quý vị, tối ngày 5 tháng 11, Tổ công tác C1 lực lượng 911 Đà Nẵng phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập với nhiều hung khí trong tay tại giao lộ Huỳnh Ngọc Huệ, Cù Chính Lang, phường An Khê, quận Thanh Khê nên áp sát để kiểm tra. Phát hiện cảnh sát, nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn. Tổ công tác đã chia nhau truy bắt được 5 người cùng 3 con dao và một số gậy gỗ. Tại trụ sở công an, nhóm thanh niên khai nhận một tiếng trước có nhậu tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành và có mâu thuẫn với bàn bên cạnh. Sau đó, nhóm này ra về tìm hung khí, quay lại tấn công nhóm kia, nhưng chưa đánh nhau thì bị bắt. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.